Và để xem ra Cui 71 với cái sự chiến như thế này thì anh ta có thể xử lý đối phương không đây. Một tiếng Loki kê trước và Cui ơi, đây đi vị trí của Cui 71. Vâng, lại là một anh chàng có số 7 trong cái tên. Còn ở phía bên này là vị trí của Tang, một góc kê phía bên ngoài cửa sổ. Và đang buồn kia có ai đen lắm mới nhảy qua khu vực này mới là đi thôi. Vị trí ở trên tầng là vị trí của Nhị Thất. Nhị Thất cũng đang kê ở tầng thượng. Vâng, góc của Nhị Thất như thế này thì ai sẽ nhảy lên được đây để mà bắt nó vào vị trí của Nhị Thất nữa. Nhưng rõ ràng hai thành viên của Thiên Ba đang cuống vây hãm lại phía Đàm Quân nhưng không được rồi. Ta là người ra đi tiếp theo. Niềm hy vọng cuối cùng mang tên Nhị Thất, nhưng Nhị Thất chưa kịp chạm đất thì Nhị Thất cũng đi. Top 16 cho Thiên Ba Esports. Thêm nét được trả vào khiến cho bên phía đội Donut LG gặp khó trong khu nhà. Nó vốn đã chật hẹp và giờ đây còn sẽ ít khả năng di chuyển hơn khi mà có quá nhiều đồ đang được dã vào. Shiva đang muốn repick nhưng anh ta cần phải cẩn trọng vị trí của mình. Và bây giờ thì Shiva và bị knock out bởi Toshi. Americano cũng đã bị firm kill. Cái việc mà Donut LG dừng chân là điều mà chúng ta có thể hình dung tới ngay bây giờ. Những infantry cũng đang bắn chéo sang. Đó là Scrut. Người bị knock out phía bên trong căn nhà là Shiva. Jerem cũng tụt bỏ theo thời gian. Và Ken thì muốn tạo đột biến quả nết. Một quả nết gái ngay gặp chân của đối phương. Cho Ken xóa sổ đội hình bên phía Ghibli. Không thể tin được. Ở trên game thi đấu thời điểm hiện tại, Infantry Love Squad bắt đầu tham minh cho mình những quả nết để trả ra. Ian knock out lâm bựa đến từ bên phía đội Đà Đạo Esports. Và firm luôn kill của anh chàng này. Thậm chí Salud cũng đã nằm. Đó là nết của Hikari. Sự hiệu quả đến từ bên phía đội Quang Đông Freak. Và họ đang chứng tỏ mình là đội tuyển số 1 khu vực Hàn. Long nước vào Long Scrum. Wayne đã phải nằm xuống dòng xuống các player đến từ bên phía đội của DFP. Infantry giờ đây chỉ còn lại cho mình đó là 3 người thôi. Nhưng họ vẫn đang ở phía bên ngoài vòng bò. Và cần phải cân nhắc cho những tình huống giao tranh tiếp theo. Vì một Petricharot có vị trí bên trong căn nhà có thể xả đạn ra. Seoul có S12K nhưng ta chỉ có 10 viên thôi. Và số lượng đạn này sẽ không để cho bên phía đội của Danawa có thể chống chọi được một tình huống giao tranh dài hơi đến từ Quang Đông Freak. May cho Daragua là phía Quang Đông Freak đã hết nết rồi. Trong cái tình huống này chỉ cần khoảng 2 quả nết thôi. Ném vào góc trái và góc phải. Góc phải của cái hành lang này coi như là đi. Nhưng Akap vừa xử lý xong Helen. Người cuối cùng còn lại với chữ Seoul. Nhưng anh ta lại đang cầu sọc căn trên tay. Và Akap vẫn phải nằm xuống. Nhưng đó là tất cả những gì Daragua có thể làm được. Top 14 dành cho họ. Còn quay trở lại phía này, 17 cái mình đối đầu với NSP. Group có được mạng của mình. Một pha mà có lẽ xe di chuyển đã hơi cồng kềnh. Bây giờ Jeep Jan cố gắng hỗ trợ người đồng đội của mình. Nhưng Jeep đã phải nằm xuống. Và từ phía bởi Gaming vẫn còn nói với 3 người. New FP mất đến 2. Nhưng quả nết này chui thẳng vào phía trung tâm. Và nó chỉ cấu yếu máu thôi. Nhưng cơn mưa nết này vẫn chưa dừng lại đâu. Nan có quả nết tốt quá. Good cũng đã phải nằm xuống. Khoảnh khắc tôi nhớ ra Nan thì có cả Apac luôn. Nan của Archangel Predator và Nan của New FP. À, bây giờ thì với các thành viên của phía 77 Gaming vẫn còn đối với 2 người. Họ chống chọi lại với 3 thành viên của New FP thì vẫn sẽ là còn hope. Khi góc này của Lewgot cũng đã khuất được tầm nhìn đối phương và cũng không nhận phải sát thần quả nết. Nhưng từ trên cao nhìn xuống là vị trí của mãi mãi. Táp tất dịch nhưng đó vẫn là chưa đủ để xử lý thêm một ai cả. Bagopa dừng lại ở top thứ 13 trong pha giao tranh vừa rồi. Foreman cần phải làm nhanh hơn khi mà vòng bo xanh cũng đã bắt đầu di chuyển rồi. CC 108 nốc vào để Yan Li đến bên phía đội hình Global Esports Access. Và sau đó thì anh ta cũng đã bị đổi mạng bởi SSR. Tông Di lấy mạng của SSR luôn. Có vẻ anh Zailu muốn vào đến chân Global Esports Access. Su chủ động bắn nhưng bây giờ đó là hai điểm nốc vào dành cho bên phía đội của DFB. Nàng đang drive bài tới. Và phần còn lại 17 Gaming chỉ biết quay đầu chạy mà thôi. Hai kill đầu tiên thì bên phía đội DFB Esports ở trong game thi đấu này. Foreman tiếp cận vào phía trong bo và có cho mình góc 4 giờ, một góc từ trên khu high ground khá ổn. Còn phía bên này thì Quang Đông Freak di chuyển sang phía của Petricross và Mew có những tình huống bắn. Và thậm chí mình là người nổ súng trước Akat đã để bị knock out. Quang Đông Freak là những người khó hơn khi họ vừa phải eco phía bên ngoài vòng bo và đã là vòng bo thứ 4 rồi. Chơi nhau phía bên ngoài như này là điều không cần thiết, nhưng phía Petricross lại có cho mình được những cái lợi thế. Vậy nên rằng họ chớp cái thời cơ này để cày thêm cho mình những điểm kill thôi. Ian chạy lẻ ở phía bên trong một góc quá hở và sẽ hồi lên kịp cho mình được một cái first end kit. Nhưng vừa rồi thì Quang Đông Freak vẫn là vị trí của EN. Và đó là điểm dành cho A-Slap. Top 12 cho Quang Đông Freak. Chủ động đi nè, Spear vẫn đang tập trung tầm nhìn vào Zailu. Foreman cũng tới có nhiều hơn một mục tiêu để bên phía Genji cũng như là Global Esports Access lựa chọn được pha này. Rất nhanh chóng băng qua đến vị trí khó. Zailu lên đèo, hơi lâu một chút, xe này nó yếu. Bang knock qua được một người long cũng như vậy. X-Cut đổi mạng Hasen MM và bây giờ những điểm phơm kill. Infantry mất cho mình tới hai người. Forever đã phải nằm xuống treo răng cũng như xeo lu và Wei cũng như vậy. Đây là xóa rổ đội hình của Foreman. Zailu làm một pha quá gọn gàng và không còn kẻ địch chỉ trong đâu đó nửa giây. Tôi đang nhìn thấy Nan có thể quay ra và kê lại vị trí của X-Bay và cả vị trí của Group nữa. Một giai đoạn không mấy suôn sẻ. HSMB nằm xuống bởi Ionic. Điểm số cho Genji. Khi vừa rồi Renba bắt thêm chiếc long phía Petrico Road nữa. Những ai ở phía ngoài vòng bo bây giờ di chuyển vào co như là bị thua thiệt hơn rất nhiều. Top 9 cho Petrico Road. Nhưng với New FP thì họ vẫn còn có cơ hội để cày cho mình thêm những điểm kill.
Một góc bắn rất xa từ vị trí của Gup và có lẽ là chơi cương skill đến chết thôi và hồi máu lên nào bạn ơi. Nhưng không kịp nữa, top 8 cho 17 game mình. Vòng 1 ép tiếp vào khu vực gần trung tâm nhất sẽ là của Gen G. Nhưng với Thai Lu ở phía nửa trên như này, họ vẫn sẽ còn có cho mình cơ hội để cầy thêm những điểm số. Còn New Happy, Nan nằm lại và top 7 dành cho họ thôi. Đam Buồn có cho mình góc nhà nhưng với nửa dưới đang clear như thế này thì họ có muốn quyết nghịch là chia người ra để kiểm soát thêm thông tin không? Nửa trên thì đông hơn rất nhiều, thế nên là Đam Buồn kia đang có cho mình được những cái lợi thế. Nhưng họ cũng sẽ cần phải chớp thời cơ và phải cài được một người ra đủ tự tin để quét cái thông tin này. Infantry nằm lại ở top thứ 6 khi Monster chấp nhận dừng lại với sát thương từ vòng bo. Mình xem Thailu trong cái tình thế bị kẹp ở phía dưới và cả phía trên như này. Họ sẽ ép nhau đây, một quyết định muốn đẩy xuống chăng. Thêm nét, thêm smoke được trả ra, Xian knock out được Xavier. Và từ vị trí của SSA đang muốn bỏ chạy quanh khu vực sườn đồi. Nhưng bên này Gen G đã nhìn thấy Ren 3 đang chờ thời cơ. Để xem từ phía Gen G đem về bao nhiêu điểm đây khi mới chỉ có điểm duy nhất. Yurik knock out được Genan, Zhao Zhao đang lộ ra với Atom Mew. Một góc nằm vừa đủ để khuất tầm nhìn rồi. Vẫn đang là chơi chủ động đến từ bên phía đội hình Gen G. Họ chờ quá lâu nhưng mà flick đến từ SSA. Ren 3 nằm xuống, vẫn đang cố gắng vùng vây. Khi mà SSA cầm đồ thì anh ta không thể phản kháng. Đây là top 5 từ bên phía đội hình Global Esports Access. Atomu trả đồ vào, tiếp cả là Gieo Giang đến từ bên phía đội hình team Tài Lu. Và Tài Lu cũng chỉ còn lại hai người thôi, thêm cả lửa. Rất nhiều thứ được trả lên. Game Forever Young đang có cho mình 4 player đang muốn kia cũng như vậy. Và đây là cú sập bò về phía người Hàn. Gen G cũng như đang muốn kia ở phía bên trong. Nên nhớ rằng Game Forever Young chỉ có 3 người tại pha giao tranh tổng với Tài Lu thôi, khi mà một người đang ở phía bên dưới và họ nấp vào được tông gì, firm được cả kill. Đây sẽ là góc dành cho bên phía đội hình Game Forever Young. Nhưng sau đó vào như thế nào, họ cần phải yêu cầu 911X từ phía còn lại phối hợp với mình để tạo ra những áp lực từ nhiều hướng khác nhau. Nhưng CC108 đang cố gắng nằm trốn và bên phía Game Forever Young biết rằng mình không có lý do để tiếp tục xa đà đuổi ở phía bên ngoài tìm kiếm vị trí CC108. Ở đây sẽ là thời cơ mà ta muốn ép vào khu vực nhà của Gen G. Khu vực này vẫn còn nhiều smoke, chặn được khu vực cửa sổ của Spear. Và CC18 để bị lộ ra rồi và đó là Under. Có trình mạng thành viên cuối cùng của Thai Lu. Top 3 đại diện còn lại, top 1 nhiều hơn sẽ dành cho phía của Damwon Kia. Và chúng ta sẽ được xem pha giao tranh cực kỳ epic này. Summer tìm thấy Inonix, đó điểm knock out ngay lập tức. Summer đang muốn tràn lên cùng những người đồng đội của mình. Flash không ảnh hưởng tới anh ta quá lâu. Và Game Forever Young nhanh chóng tận dụng những lợi thế mà đồng đội mình vừa đem về để có được những vị trí đẹp hơn. Nhưng Damwon Kia không phải tay mơ. Foxy tìm thấy đối phương, một đổi một cho cả hai bên đó. Game Forever Young cũng như là Gen G, 911X đã farm được kill của Under. Và bây giờ Under tìm thấy các player đến từ bên phía đội hình Gen G, 10 kill dành cho các player ở đây. Game Forever Young muốn nhiều hơn nhưng họ chỉ còn lại một mình vị trí của 911X. Và cả chàng Summer tôi Damwon Kia thì có tới 4 người. Và đây là một sự hủy diệt hoàn toàn top 1 cho Damwon Kia với 11 kill.